Với phần đông khán giả nữ, Lee Dahee thật sự là hình mẫu lý tưởng về sự tự tin, bản lĩnh và quyền lực để họ thầm ngưỡng mộ và noi theo. Thậm chí sự ảnh hưởng của Lee Dahee còn lớn đến mức chỉ cần nhắc đến cái tên Lee Dahee, nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến câu nói ứa gan nhất của cô trong Phẩm Chất Quý Cô. Phải giỏi đánh nhau để có thể đánh tất cả những người mình ghét, phải thật giàu để có đủ tiền trả viện phí cho họ. Nữ diễn viên Lee Dahee sinh ngày 15 tháng 3 năm 1985, cao 176cm, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với bộ phim truyền hình đầu tay Chuyện Tình Vượt Thời Gian, phát sóng trên đài SBS vào năm 2003, cùng những tên tuổi đình đám như Sung Yuri, So Ji-sup, Kim Nam-jin và Hoa hậu Kim Sa-rang. Đến nay, cô sở hữu trong tay không dưới 20 bộ phim, bao gồm cả lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh. Tuy nhiên, trong những năm 2000, Lee Dahee vẫn chỉ là một diễn viên bé nhỏ, không gây được sự chú ý nào đáng kể từ công chúng, ngoài những nghi vấn về khả năng diễn xuất. Bởi lẽ cô không phải là diễn viên được đào tạo qua trường lớp bài bản, mà chỉ là tay ngang, lấn sân giải trí sau khi rời khỏi cuộc thi siêu mẫu được tổ chức vào năm 2002. Nữ diễn viên từng chia sẻ, từ bé cô luôn tự ti vì đôi mắt nhỏ, mũi cao nhưng hơi to, khuôn hàm không thon gọn. Vì thế, để thuyết phục bố mẹ cho phép cải tổ nhan sắc, Lee Dahee đã cố gắng thi đỗ đại học và làm những điều bản thân mong muốn. Dù Lee Dahee luôn nhấn mạnh, cô không bao giờ hối hận với quyết định phẫu thuật thẩm mỹ vì đây là cơ hội giúp cô trở thành nghệ sĩ. Song sự nghiệp trong những năm đầu mới bước chân vào nghề thật sự không êm đềm như cô mơ ước. Lúc bấy giờ, Lee Dahee chỉ được giao cho những vai phụ, không có quá nhiều đất diễn. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của nữ diễn viên. Bằng chứng là trong suốt một thời gian dài, cô vẫn chỉ là một gương mặt mờ nhạt ít ai biết đến. Thậm chí, nhiều người còn nhầm lẫn cô với nữ diễn viên Lee Dahee, ngôi sao đã sớm nổi tiếng với nhiều bộ phim đình đám như Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ 2005, Xin Chào Tiểu Thư 2007 và Phía Đông Vườn Địa Đàng 2008. Tuy nhiên, bất chấp mọi trở ngại, Lee Dahee vẫn khẳng định cô sẽ luôn cố gắng không ngừng nghỉ để khán giả có thể nhớ mặt quen tên và không nhầm lẫn cô với bất cứ ai khác. Nỗ lực trong suốt 10 năm, Lee Dahee mới thật sự tìm được một chút tiếng tăm cho mình nhờ vai diễn công tố viên Seo Do-yeon trong bộ phim Ăn Khách, Đôi Tai Ngoại Cảm lên sóng SBS vào năm 2013. Lại một lần nữa, Lee Dahee ngậm ngùi xuất hiện trong vai trò nữ phụ. Song so với khoảng thời gian phải chật vật ngụp lặn giữa một rừng sao tên tuổi như trước đây, lần này cô đã thật sự thu hút được sự chú ý từ công chúng nhờ khả năng diễn xuất ngày càng được cải thiện, cùng biểu cảm khuôn mặt không còn vô hồn như xưa. Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng vai công tố viên lạnh lùng sắt đá của Lee Dahee cũng gây ấn tượng mạnh không kém cặp đôi nam nữ chính Lee Bo-young và Lee Jong-suk. Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ của Đôi Tai Ngoại Cảm, không chỉ tại thị trường phim ảnh trong nước mà còn trên toàn khu vực châu Á, dàn diễn viên xuất hiện trong phim bao gồm Lee Dahee lập tức trở thành những cái tên được quan tâm nhất trên mạng xã hội, đồng thời tăng thêm vị thế của mình trong giới giải trí Hàn Quốc. Với bước tạo đà vững chắc này, Lee Dahee tiếp tục tìm kiếm cơ hội được phô diễn khả năng trong một số bộ phim truyền hình đáng chú ý sau đó như Cuộc Tình Bí Mật 2013, Người Đàn Ông Vĩ Đại 2014, Mrs. Corp 2015 và Nữ Hoàng Trinh Thám phần 2 2018. May mắn dường như đã bắt đầu mỉm cười với nữ diễn viên chăm chỉ, bởi giờ đây cô không còn là cái bóng xuất hiện ở những tuyến nhân vật phụ, mà đã có thể hiên ngang đảm nhận từ vài thứ chính đến chính, nắm giữ phần lớn cảnh quay xuyên suốt bộ phim. Tuy nhiên, để kể về lần thành công vang dội nhất của Lee Dahee, đồng thời giúp cô hoàn toàn đánh bay cái mác chuyên trị vai phụ thâm niên trong mắt công chúng, chính là vai diễn đậm chất Girl Crush, nữ quyền trong bộ phim The Beauty Inside, phát sóng trên đài truyền hình cáp JTBC vào năm 2018. Trong vai con nhà giàu, kiêm nữ doanh nhân thành đạt Kang Sara, Lee Dahee đã thật sự khiến công chúng mãn nhãn với tạo hình hết sức cá tính, quyến rũ, nhưng cũng không kém phần quyền lực, bất kể trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không hay trang phục đời thường. Thậm chí dù chỉ đảm nhận vai thứ chính, Lee Dahee dường như còn lấn át nữ chính Seo Hyun Jin về cả nhan sắc, vóc dáng lẫn thần thái sang chảnh. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của nữ diễn viên cũng được đánh giá ngày càng hoàn thiện, khiến người xem thực sự hả hê và thích thú khi cô thể hiện uy quyền nơi công sở hay cả khi chủ động theo đuổi tình yêu của mình. Bởi thế mà trong năm 2018, Lee Dahee chính thức tiến thẳng vào hàng ngũ những nhân vật dẫn đầu phong trào nữ quyền được cộng đồng chị em phụ nữ yêu mến. Thừa thắng xông lên, Lee Dahee một lần nữa không làm cộng đồng fan girl của mình thất vọng khi đảm nhận vai tổng tài quyền lực Cha Huyên trong bộ phim Phẩm Chất Quý Cô 2019 cùng hai đại tiền bối Im So-jung và Jun Hee-jin.
Dù chỉ đứng thứ 3 trong top 3 nữ chính của phim, Lee Dahee vẫn không hề tỏ ra thua kém các bậc tiền bối về khả năng nhập vai cũng như mức độ thu hút. Vai diễn trong Phẩm Chất Quý Cô một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng vô cùng lớn của Lee Dahee, đồng thời khiến khán giả phải trầm trồ với nhan sắc đỉnh cao mà nữ diễn viên sinh năm 1985 này sở hữu. Bên cạnh đó, Phẩm Chất Quý Cô còn tạo điều kiện cho Lee Dahee được thể hiện hết cá tính mạnh mẽ của mình trong vai điên nữ Cha Hyun. Là một người độc lập, hoàn toàn không cần dựa vào bất cứ ai để sống, Cha Hyun không chỉ là hình ảnh đại diện cho người phụ nữ thành đạt trong xã hội hiện đại, mà còn là một người bạn tuyệt vời với mọi chị em phụ nữ. Cô tự tin, lại khá nóng tính và chỉ lên tiếng vì lẽ phải. Bởi thế, Cha Hyun luôn cho rằng nhiệm vụ hàng đầu của mình chính là bảo vệ chị em cùng giới, đặc biệt là bạn bè xung quanh, đồng thời có thể sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào mà chẳng cần biết lý do. Chính vì tính cách quá mạnh mẽ này, dù luôn tỏ ra nữ tính và duyên dáng trước người thầm thương trộm nhớ, một phần điên trong Cha Hyun vẫn thôi thúc cô phải chủ động theo đuổi tình yêu của mình đến cùng, vốn là điều mà không phải phái yếu nào cũng có thể làm được. Tất cả những khí chất độc đáo nhất của Cha Hyun, từ mạnh mẽ, cao ngạo, bạo lực cho đến nhẹ nhàng, sâu sắc, đều được Lee Dahee thể hiện tài tình và mượt mà đến mức khiến người xem không khỏi đặt ra câu hỏi, đâu là Cha Hyun và đâu là Lee Dahee. Thực tế, Lee Dahee không ít lần lộ bản chất thật ngay trên sóng truyền hình, đơn cử khi xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình tạp kỹ Running Man và được ghép đôi với hươu ca cổ Lee Kwang Soo, cô không chỉ lăn xả hết mình thực hiện những nhiệm vụ khó khăn do dàn PD gian xảo đề ra, mà còn thể hiện một phần tính cách bạo lực và nóng nảy khi chửi thẳng mặt Lee Kwang Soo vì thói chơi xấu vẫn chưa chịu bỏ. Nhờ sự tương tác ăn ý của cặp đôi cùng tuổi và những màn bộc lộ cá tính mạnh mẽ thẳng thắn của Lee Dahee, một tập Running Man trong thời điểm đó đã đạt kỷ lục khủng với rating vượt mức 10%. Đặc biệt, phân đoạn Lee Dahee mắng Lee Kwang Soo sau khi anh chàng thất bại trong thử thách cuối cùng còn đạt mức cao nhất lên đến 13%, góp phần khẳng định tên tuổi và sự hút khó cưỡng của người đẹp sinh năm 1985. Có thể nói, đến thời điểm này, Lee Dahee đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của bản thân, đồng thời lột xác triệt để khỏi các vai phụ mờ nhạt ngày xưa để dần vươn đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Nếu như hơn 15 năm trước, cô từng phải nói dối bản thân chỉ cao 174cm, trong khi chiều cao thực tế là 176cm và chấp nhận mọi sự dè bỉu của dư luận vì quá khứ phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ để giành lấy một vai phụ không mấy ấn tượng. Ngày nay, Lee Dahee đã thật sự trở thành gương mặt đáng giá cho mọi vai diễn, được nhiều đạo diễn săn đón, đồng thời là hình mẫu lý tưởng về nữ quyền mà các chị em yêu mến.